Nhiều nước kỳ vọng việc tiêm kết hợp hai vaccine ngừa COVID-19 khác nhau sẽ giúp tốc độ hiệu quả tiêm chủng trong bối cảnh lo lắng về nguồn cung và các biến thể virus corona xuất hiện đầy đe dọa. Trong tuần này, Ủy ban Thường trực về tiêm chủng của Đức cho biết những người được tiêm liều vaccine đầu tiên của hãng AstraZeneca nên tiêm liều thứ hai là vaccine của Pfizer BioNTech hoặc Moderna, bất kể tuổi tác. Đài CNN đánh giá đây là khuyến nghị mạnh mẽ nhất thế giới cho đến nay về tiêm kết hợp vaccine COVID-19. Theo STIKO, Ủy ban Thường trực về tiêm chủng của Đức, các kết quả nghiên cứu hiện nay cho thấy phản ứng miễn dịch được tạo ra sau khi tiêm kết hợp giữa vaccine AstraZeneca với vaccine công nghệ là Pfizer hoặc Moderna vượt trội rõ ràng so với tiêm hai liều vaccine của AstraZeneca. Chính Thủ tướng Đức Angela Merkel, 66 tuổi, đã góp phần mở đường cho khuyến nghị tiêm kết hợp vaccine COVID-19. Hồi tháng 6, bà Merkel được tiêm mũi vaccine thứ hai của hãng Moderna sau khi tiêm mũi đầu tiên của AstraZeneca. Hôm 17 tháng 6, Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng của Canada đưa ra khuyến nghị tương tự nhưng ít mạnh mẽ hơn. Họ cho biết với những người đã tiêm liều đầu tiên của vaccine AstraZeneca hoặc Covishield, phiên bản của AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất, thì lựa chọn được ưa chuộng hơn với liều thứ hai lúc này là vaccine Pfizer hoặc Moderna. Khuyến nghị của Đức được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo châu Âu có nguy cơ đối mặt đợt bùng phát dịch mới vào tháng 8. Căn cứ vào việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, biến thể Delta lây nhiễm nhanh hơn và tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Đến nay, đã có một số bằng chứng bước đầu cho thấy hiệu quả của phương pháp trên. Chẳng hạn, thử nghiệm có tên COMCOVI của Đại học Oxford, Anh, cho thấy những người đã tiêm liều đầu tiên của AstraZeneca và liều thứ hai của Pfizer BioNTech khoảng 4 tuần sau liều tiêm đầu tiên, sinh kháng thể cao hơn những người tiêm hai liều AstraZeneca. Khoảng 830 người độ tuổi trung bình trên 50 tuổi tham gia thử nghiệm. Một nghiên cứu của Tây Ban Nha với hơn 600 người công bố hồi tháng 5 cho thấy việc tiêm liều thứ hai của vaccine Pfizer-BioNTech cho người đã tiêm liều đầu tiên của AstraZeneca là an toàn và hiệu quả cao. Một nghiên cứu nhỏ hơn của Đại học Saarland của Đức cũng cho thấy phản ứng miễn dịch mạnh hơn ở những người tiêm kết hợp vaccine AstraZeneca liều 1 và Pfizer liều 2 so với người tiêm hai liều AstraZeneca. Tuy nhiên, các thử nghiệm hiện vẫn chưa xác định được kết hợp những loại vaccine nào sẽ tạo ra miễn dịch dài nhất và bảo vệ tốt nhất trước các biến thể virus. Các nhà khoa học gọi hình thức kết hợp vaccine như trên là tiêm nhắc lại khác loại. Theo báo New York Times, đây không phải là ý tưởng mới. Các nhà nghiên cứu từng thử nghiệm phương pháp này với một vài loại khác như Ebola. Năm 2019, hơn 200.000 người Rwanda đã được tiêm vaccine ngừa virus Ebola bằng cách kết hợp hai liều của hãng Johnson & Johnson và Bavarian-Nordic. Từ lâu, giới khoa học đã cho rằng việc tiêm hai liều vaccine khác nhau có thể tạo miễn dịch mạnh hơn, có thể vì các vaccine này đã kích thích các phần khác nhau của hệ miễn dịch hoặc chỉ cho hệ miễn dịch cách nhận biết các phần khác nhau của một mầm bệnh đang xâm nhập. Lý lẽ đó là 1 cộng 1 bằng 3. Nhà virus học George Murray tại trường y Weill Cornell ở New York, Mỹ giải thích, ông cho rằng trong trường hợp COVID-19 sẽ cần thêm các dữ liệu thực để đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp. Theo báo Washington Post, với tình trạng thiếu vaccine như hiện nay, việc tiêm kết hợp các loại có thể trở thành chiến lược giúp chấm dứt đại dịch COVID-19 ở các nước có nguồn cung vaccine còn khan hiếm. Cách làm này có thể khắc phục tình trạng thiếu hụt và không làm đứt gãy chương trình tiêm chủng. Ông Yu Xin, nhà miễn dịch Đại học Master Canada, ngoài các lợi ích miễn dịch, tiêm kết hợp vaccine còn mang lại sự linh hoạt rất cần thiết khi nguồn cung không đồng đều hoặc hạn chế. Theo đài ABC ở Úc, hiện một vài quốc gia như Canada, Tây Ban Nha và Hàn Quốc đã cho phép tiêm kết hợp vaccine nêu trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.